tôi con ơi. Ôi chú cục cưng của bố rồi. Anh về rồi. Cục cưng của bố hôm nay ở nhà có ngoan không? Có ăn nhiều không? Ồ, chú trường chê. Ồ. Anh ơi, cái mai em đi làm em đã chuẩn bị sữa cho con này, cả sữa buổi sáng ấy, sữa ban đêm này, rồi cả sữa buổi tối nữa, rồi cả sữa này cho con nó ăn thêm, mai em bảo mẹ pha cho con nó ăn nhá. Ồ, nhiều sữa thế. Vợ tôi đã phải đi làm sau 4 tháng nghỉ sinh. Theo các anh thì vợ chồng tôi có nên cho bé ăn thêm sữa ngoài hay không? Và nếu ở địa vị tôi thì các anh sẽ làm thế nào để hỗ trợ vợ trong việc nuôi con?